thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp trong buổi chiều ngày 11 tháng 11 dưới sự chủ trì và điều hành của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế liên quan đến lĩnh vực này đại biểu hoàng thị thanh thúy phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tây ninh cũng đã có chất vấn với bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan đồng thời đề nghị bộ trưởng cần có cam kết nỗ lực cùng với bảo hiểm xã hội việt nam để tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện Tại phiên chất vấn, các đại biểu quốc hội đã tập trung chất vấn với các nhóm vấn đề. Việc huy động bố trí lực lượng y tế, bảo đảm thuốc men, vật tư y tế cung cấp cho người dân và công tác phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Việc cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Thực trạng quản lý các mặt hàng thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm và giải pháp xử lý các vi phạm. Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường chậm thanh toán chi phí bảo hiểm y tế cho các bệnh viện, mặc dù kiến nghị nhiều năm nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh và kể cả ảnh hưởng đến việc đấu thầu thuốc, tình trạng thiếu thuốc vừa qua do khó khăn về tài chính. Bộ Y tế thì đã có hướng dẫn nhưng thực tế vẫn chưa tháo gỡ được những vướng mắc của nhiều địa phương trong cả nước. Do đó, các cái bệnh viện hiện nay thì vừa khó và vừa bị treo nợ. Đề nghị Bộ trưởng có cam kết nỗ lực cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tháo gỡ vấn đề này cho các bệnh viện. Nếu cần thì đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý dứt điểm tình trạng trên. Tôi xin hết. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Trả lời nội dung được đại biểu Hoàng thị Thanh Thúy đặt ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, chính phủ đã có chỉ đạo và đã ban hành nghị quyết 75 năm 2023 để giải quyết tình trạng chậm thanh toán. Chậm thanh toán do nợ động bảo hiểm y tế, thì cái nội dung này cũng đã được chính phủ cũng đã chỉ đạo và đã ban hành nghị định số 75 năm 2023 đã giải quyết được cái tình trạng này. thế và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cùng với cơ quan bảo hiểm xã Việt Nam đã giải quyết được cái phần nợ động này là trên 11.000 tỷ đồng và hiện nay thì bảo hiểm Việt Nam cũng đang phối hợp với các địa phương để phân bổ cho các cơ sở y tế để giải quyết vấn đề nợ động. thế và cái tiền nợ động này nếu mà được gửi lại cho các cơ sở y tế theo quy định thì đây là một cái nguồn lực rất lớn để mà các cơ sở y tế đảm bảo được cái điều kiện mua thuốc, đấu thầu thuốc. Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Đan trả lời rõ thêm ý kiến của đại biểu Hoàng thị Thanh Thúy bằng trang bản.